cho biết chủ đề của cuộc thi về Epoch là gì? Chủ đề của cuộc thi về Epoch thay đổi cho biết là cho sinh viên qua du lịch rèn luyện kiến thức, kỹ năng và sự sáng tạo qua du lịch đa thế tổ chức cuộc thi thiết kế poster quảng bá du lịch đường đến Huế Huế Depot 2019. Tôi nghĩ đây là một ngày hạ hậu. Em đã làm cái tâm huyết của mình với một người có quy định như thế này. Tôi cho là hiệu quả chúng ta mang lại rất đáng kể. Xin cảm ơn. Cảm xúc bây giờ của mình rất vui và tự hào khi lần đầu tiên cho phép mình gửi lời cảm ơn đến Khoa Du lịch Đại học Huế đã tổ chức ra một sân chơi vô cùng bổ ích cũng như là một cuộc chơi vô cùng lý thú dành cho các bạn sinh viên khoa du lịch. Bản thân mình là sinh viên năm tư thì mình cũng có một vài lời nhắn nhủ dành cho những các bạn sinh viên thế hệ sau rằng là các bạn ơi, các bạn hãy tự tin và cùng tỏa sáng mình nhé, vì các bạn chỉ là sinh viên khoa du lịch. Mong rằng Khoa Du lịch Đại học Huế sẽ tổ chức được nhiều cuộc thi có mang tính tâm vì mô và cũng như là sẽ thành công nhiều hơn nữa. Và bản thân mình đang là sinh viên năm tư khoa du lịch, mình có một lời nhắn nhủ đến cho khoa du lịch Đại học Huế đó. Đông Phương xin tự hào là sinh viên khoa du lịch Đại học Huế.